Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa anh chị em. Thật là phước hạnh phải không? Chúng ta là những người kinh nghiệm được sự tha thứ. Tội lỗi của chúng ta thì nhiều vô cùng. Nhưng cảm ơn Chúa, sự tha thứ của Chúa là sự tha thứ dồi dào. Thật là phước hạnh để chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Và nhất là khi chúng ta hiểu được sự chết nó không có quyền, nó chỉ có thể có quyền năng khi có mặt của sự tội lỗi của phạm tội. Nhưng khi tội lỗi của chúng ta được giải quyết, sự chết không có quyền trên đời sống chúng ta nữa. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời. Ma quỷ kẻ kiện cáo chúng ta, nó phải có cớ để nó có thể kiện cáo chúng ta được. Nhưng khi chúng ta ăn năn và nhận sự tha thứ của Chúa, nó không còn có đất để có thể hoạt động. Răng của nó cũng không còn bén để có thể cắn nuốt chúng ta nữa. Nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm một sự sống tự do, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và thật là một giải pháp tuyệt vời của Đức Chúa Trời để giúp đỡ cho chúng ta. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua nhiều phần Kinh Thánh. Và tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ để chúng ta học biết về Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất mà chúng ta cần biết đó là chúng ta biết gì về Đức Chúa Trời để làm nền tảng cho sự hiểu biết của chúng ta về sự tha thứ. Thứ nhất chúng ta cần biết đó là Chúa là đấng toàn tri hay là đấng biết hết tất cả. Điều này có nghĩa như sao? Ngài nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở mọi nơi và cũng là đấng canh chừng điều ác cùng điều thiện như trong ngôn chương 15 câu số 3. Cảm ơn Chúa. Thứ hai chúng ta biết rằng Ngài biết mọi điều xảy ra ở trong thế giới của chúng ta trong thiên nhiên. Như Thi Thiên 147 câu 4, Ma-thi-ơ chương 6 chương 10. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa, Ngài biết đường lối của con người của chúng ta. Chúa biết chúng ta rõ đến như vậy. Thứ tư chúng ta biết rằng mọi việc của chúng ta làm và những kinh nghiệm chúng ta trải qua, Chúa cũng biết hết tất cả. Ngài biết hết lời nói của con người. Ngài biết mọi nỗi buồn của con người của chúng ta. Ngài biết ý tưởng của chúng ta. Ngài biết đến đời đời điều gì sẽ xảy ra cho đến đời đời. Như công vụ chương 15 câu số 18, đó là những việc được biết từ nghìn xưa. Như vậy Đức Chúa Trời được biết đến đời đời tất cả những công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta thấy Chúa Ngài biết tất cả về chúng ta. Ngài thấy hết tất cả bởi vì Ngài là đấng toàn tri. Thì khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu của Chúa đối với chúng ta quá lớn. Không phải vì Ngài không thấy rồi chúng ta qua mặt Ngài được và Ngài tha thứ cho chúng ta bởi vì Chúa Ngài nhầm lẫn. Nhưng không, đấng biết hết tất cả mọi sự của chúng ta, Ngài là đấng toàn tri để mà Ngài yêu chúng ta. Ngài biết hết tất cả mọi việc trong cuộc đời của chúng ta, từ lời nói, hành động, ý tưởng của chúng ta, Chúa biết hết tất cả. Không điều gì có thể che được ánh mắt của Ngài và cũng không điều gì có thể giấu được sự hiểu biết của Ngài. Như vậy thì chúng ta làm sao để có thể đứng được ở trước mặt một đấng biết hết tất cả mọi sự về chúng ta như vậy? Làm sao chúng ta có thể giấu được Chúa? Làm sao chúng ta có thể qua mặt được Ngài? Và điều thứ hai mà chúng ta cần biết đó là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay tha thứ. Cảm ơn Chúa. Ở trong sự mặc khải này về Đức Chúa Trời thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta xem xét một phần về bản chất của Đức Chúa Trời và một ở trong những danh xưng của Ngài trên cho đời sống của chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Nhưng mà anh chị em nhớ điều này, tôi không muốn chúng ta tập trung vào những gì Đức Chúa Trời biết, nhưng mà vào những gì Đức Chúa Trời chọn không biết nữa. Ở đây là điều tuyệt vời vì khi Chúa tha thứ, Ngài chọn không còn biết đến tội lỗi của chúng ta nữa. Để làm điều này, tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về thuộc tính của Chúa, về bản chất của Đức Chúa Trời. Và một trong những danh xưng của Ngài có thể mang lại sức mạnh, sự tự do cho chúng ta. Khi chúng ta hiểu biết Chúa và chúng ta đón nhận sự tha thứ của Ngài. Vì chúng ta là những người tin Chúa, khi chúng ta ăn năn quay về, thì Chúa tha thứ cho chúng ta bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời hay tha thứ.
Có nhiều câu kinh thánh trình bày Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời nhân từ và tha thứ. Và những câu kinh thánh mà chúng ta, những phần kinh thánh mà chúng ta học ở trong buổi tối hôm nay, có nhất là 11 điều, 11 phần kinh thánh, để chúng ta nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, từ những hoàn cảnh khác nhau, từ những cá nhân cũng như cả một dân tộc, thế nào sự tha thứ của Chúa được bày tỏ ra. Thứ nhất, chúng ta cùng xem Suất Tôi Ký chương 34 từ câu 6 cho đến câu số 7. Đức Giê-hô-va đi qua trước mặt ông và tuyên bố: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thật, giữa lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời. Ở đây không phải là Đức Chúa Trời không biết, nhưng mà Ngài biết, nhưng mà bởi vì Ngài bày tỏ chính mình Ngài. Khi Môi-se xin Chúa, Ngài cho ông được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa, thì Chúa Ngài đi ngang qua, tay của Ngài giấu Môi-se ở trong bọng đá. Và Chúa Ngài đi qua thì Ngài hô lên: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thật, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn giới thiệu cho Môi-se và loài người của chúng ta về chính mình Ngài trong mức độ đó. Khi Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se, thì đây là điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn Môi-se biết về Ngài. Ngài là một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và nhân từ. Cảm ơn Chúa. Không phải Đức Chúa Trời chỉ bỏ qua tội lỗi trong đời sống của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết rằng chúng ta có thể đến gần với Ngài là Cha yêu thương, Ngài là Đấng nhân từ, và chúng ta có thể đến được với Ngài vì sự tha thứ của Ngài. Và khi chúng ta hội đủ điều kiện, chúng ta sẽ kinh nghiệm. Và điều kiện đó là chúng ta ăn năn, chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự nhân từ của Chúa, sự tha thứ của Ngài. Đoạn Kinh Thánh thứ hai ở trong Nê-hê-mi chương 9 câu số 17: Họ không vâng lời và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã thi hành ở giữa họ. Nhưng họ cứng cổ, và trong khi nổi loạn, họ chọn một người lãnh đạo để đưa họ trở về cảnh nô lệ. Nhưng Chúa là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ. Chúa vẫn không từ bỏ họ. Ở đây chúng ta thấy một cái điều thách thức sự nhân từ và tha thứ của Chúa. Đó là cái sự cứng cổ của dân sự của Chúa. Họ ngoan cố, họ nổi loạn. Một điều mà chúng ta thấy rằng có thể làm cho lòng của Chúa buồn, đó là họ đòi hỏi để chọn cho mình một người lãnh đạo, thay vì Đức Chúa Trời là Đấng cai trị, hướng dẫn. Và bởi vì họ ở trong giao ước với Chúa, thì Chúa Ngài là Đấng cai trị, mà Ngài là vị vua tuyệt vời, vị vua nhân từ. Nhưng mà không, chúng ta thấy dân sự của Chúa trong lúc bây giờ họ không muốn Chúa cai trị họ nữa, nhưng mà họ muốn có một con người, và họ yêu cầu là phải lập cho họ một người để làm vua, để cai trị họ. Ở trong một cái khung cảnh và trong cái thái độ hết sức là trật thượng như vậy, họ cứng cổ, họ nổi loạn đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, chữ nhân ở tại đây, ở trong Nê-hê-mi chương 9 câu số 17 này, là một cái chữ cho chúng ta thấy cái phước hạnh mà Chúa Ngài muốn thay đổi tình hình. Nhưng mặc dù họ muốn trở về cái ách nô lệ cũ đó, nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và đầy lòng nhân từ. Cho nên Chúa vẫn không bỏ họ. Dù họ bỏ Chúa, dù họ không còn hoan nghênh cái sự cai trị của Ngài nữa, nhưng mà Chúa yêu thương, Ngài tha thứ, Ngài sẵn lòng tha thứ và Ngài không từ bỏ họ. Mặc dù con người ngoan cố và nổi loạn, chúng ta thấy Chúa Ngài vẫn bày tỏ cái tình yêu thương của Ngài và tấm lòng nhân từ tha thứ của Chúa. Đây là một hình ảnh mà chúng ta thấy rằng không ai có thể vượt qua được Chúa trong sự nhân từ và thương xót. Chúng ta để ý, Chúa Ngài chậm nóng giận.
và đầy lòng nhân từ. Ngài khen Chúa. Ngài sẵn sàng tha thứ cho họ ngay khi họ biết ăn năn quay trở lại. Chúa sẵn lòng tha thứ. Phần Thánh Kinh thứ ba chúng ta thấy trong Thi Thiên 32 từ câu 1 cho đến câu số 5. Ở đây nói đến những cá nhân. Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi của mình. Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể lời gian ác và trong lòng không có điều dối trá. Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn và con rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con, sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè. Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con. Con nói, con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va và Chúa tha tội cho con. Sê-la. Nghĩa là chúng ta dừng lại và chúng ta suy nghĩ về điều này. Anh chị em, ở đây bày tỏ cho chúng ta một cái lẽ thật để chúng ta quyết tâm kể từ ngày hôm nay. Khi chúng ta lỡ vấp phạm, khi chúng ta phạm tội, thì chúng ta hãy ăn năn quay về ngay tức khắc. Nhưng nếu chúng ta chậm trễ, vì Đức Chúa Trời Ngài yêu thương chúng ta và Ngài muốn phục hồi chúng ta, Chúa biết tội lỗi đem lại sự đổ vỡ lớn lao trên cuộc đời của chúng ta. Và tội lỗi làm cho sự chết nó có quyền năng ở trên chúng ta. Cho nên Chúa Ngài sẵn sàng tha thứ. Nhưng để con người của chúng ta không còn cứng lòng mà nhanh chóng quay trở lại cùng Chúa, thì sự cáo trách của Chúa ở đây tác giả mô tả hình ảnh như là tay của Chúa ngày và đêm đè nặng ở trên ông. Sức của ông tiêu hao như bởi cơn hạn của mùa hè. Chúng ta nhớ những ngày đó, những giây phút đó. Khi chúng ta cố tình, khi chúng ta cứng lòng không chịu nhanh chóng ăn năn quay về. Vì yêu chúng ta, Chúa Ngài đem sự cáo trách. Và chúng ta thấy dường như là tay của Chúa đè nặng ở trên chúng ta. Không phải vì Chúa ghét bỏ chúng ta. Ngài là đấng nhân từ, giàu lòng thương xót. Ngài muốn đem chúng ta trở về, cho nên có một cái công việc của Chúa làm việc ở trên cuộc đời của chúng ta như vậy. Và chúng ta thấy xương cốt của chúng ta như là Chúa Ngài bẻ gãy ở trong thân thể của chúng ta. Chúng ta thấy nhức mình, chúng ta thấy đau đớn và gánh nặng của tội lỗi cứ đè trên chúng ta cho đến khi chúng ta ăn năn. Và chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Anh chị em còn nhớ như là một cái gánh nặng ngàn cân ở trên vai của chúng ta rớt xuống khi chúng ta đem tội lỗi của chúng ta đến và chúng ta trình ở trước mặt Chúa để nhận sự tha thứ từ nơi Ngài. Giữ tội lỗi của chúng ta, giấu kín tội lỗi của chúng ta không làm gì tốt cho sức khỏe và hạnh phúc cá nhân của chúng ta. Nhưng ngay khi chúng ta mở lòng ra với Chúa trong sự ăn năn, thì Chúa là đấng sẵn sàng mở rộng sự tha thứ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Phần Kinh Thánh thứ tư chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 86 câu 1 cho đến câu số 5 và câu 15. Đức Giê-hô-va ơi, xin nghiêng tai nhậm lời con, vì con đang khốn cùng và thiếu thốn. Xin bảo vệ linh hồn con, vì con là người trung tín. Đức Chúa Trời của con ơi, xin cứu đầy tớ Chúa là người vẫn tin cậy Ngài. Chúa ơi, xin thương xót con, vì hàng ngày con kêu cầu Ngài. Xin làm cho linh hồn đầy tớ Chúa được vui mừng, vì Chúa ơi, linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài. Và câu 15, nhưng Chúa ơi, Chúa là Đức Chúa Trời, hay thương xót và làm ơn chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật. Cảm ơn Chúa. Một hành nữa, khi chúng ta không giải quyết tội lỗi sớm, chúng ta ở dưới gánh nặng. Nhưng khi chúng ta ăn năn quay về, thì Chúa là đấng sẵn sàng tha thứ, và Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta và đem chúng ta trở lại với chính mình Ngài, phục hồi chúng ta. Vì Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng tha thứ khi chúng ta kêu cầu Chúa. Cảm ơn Chúa. Phần Kinh Thánh thứ 5, Thi Thiên 103 câu 1 cho đến câu số 18. Chúng ta nhớ đến Thi Thiên này, một trong những Thi Thiên mà chúng tôi yêu thích và thường đọc trong thời giờ kêu gọi thờ phượng. Thi Thiên 103 cho chúng ta những câu Kinh Thánh tuyệt vời. Tác giả nói, hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta,
Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va và chớ quên các ân huệ của Ngài. Một trong những ân huệ của Chúa là sự tha thứ của Ngài. Vì câu 3 chép, chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi, làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối của Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắng nên từ đâu. Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội. Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài. Và đức công chính của Ngài dành cho chắc chích của họ, tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương của Ngài để làm theo. Tác giả của Thi Thiên 103 nhắc chúng ta đừng quên các ân huệ của Chúa. Cảm ơn Chúa luôn luôn sứ điệp mà Chúa Ngài muốn dân sự của Chúa nghe. Bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh, các trước giả Kinh Thánh đã ghi lại cái sứ điệp này của Chúa. Đừng tiếp tục ngập lặng trong tội lỗi nữa, đừng tiếp tục giấu những tội lỗi giấu kín của mình nữa, nhưng nhanh chóng ăn năn quay về, vì Chúa Ngài sẵn lòng tha thứ. Một trong những điều mà tôi học được ở trong đời sống và thấy kế hoạch của Satan luôn làm, đó là nó cám dỗ chúng ta phạm tội. Và khi chúng ta vấp ngã phạm tội, nó lên án chúng ta, nó mạt sát chúng ta. Nhưng có một Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài rất muốn phục hồi chúng ta, và Ngài đã bày tỏ thiện chí này của Ngài khi Ngài bằng lòng đến thế gian này, mang lấy nhục thể để rồi Ngài có thể sống sẵn một thân thể sẵn sàng để chết đền nợ tội thay cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta ghi nhớ điều này trong lòng của chúng ta. Đừng quên các ân huệ của Chúa. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, chữa lành bệnh tật của chúng ta. Và Ngài rất yêu thương chúng ta. Cho nên lập tức ăn năn quay về, sống tỉnh ngộ, ăn năn quay về để có thể nhận được sự tha thứ, được sự phục hồi của Chúa. Cảm ơn Chúa. Phần thứ 6 chúng ta thấy Thi Thiên 130. Đức Giê-hô-va ơi, từ nơi vực sâu con cầu khẩn Ngài. Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta vấp ngã trong cuộc đời của chúng ta cảm nhận mình bị rơi vào trong vực sâu. Nhưng khi chúng ta từ nơi vực sâu cầu khẩn Ngài, câu số 2, Chúa ơi, xin nghe tiếng kêu cầu của con, xin Chúa lắng nghe tiếng nài xin của con. Lại Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ để người ta kính sợ Ngài. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi hy vọng nơi lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng, thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy hy vọng nơi Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ, Ngài ban ơn cứu rỗi cách dồi dào. Chính Ngài sẽ chuộc Israel khỏi mọi điều gian ác. Thi thiên này như là một cái tiếng thúc đẩy chúng ta, khuyến khích chúng ta. Khi chúng ta ở trong nơi vực sâu của tội lỗi, kêu cầu Chúa, Ngài sẽ tha thứ, vì Ngài sẵn lòng tha thứ để chúng ta có thể kính sợ Ngài. Khi chúng ta trông đợi Chúa thì Ngài sẽ đến với chúng ta. Ngài sẽ phục hồi, gánh nặng tội lỗi được cất đi. Chúng ta lại được tương giao với Chúa một cách ngọt ngào. Mối liên hệ của chúng ta được Chúa Ngài ban phước, thân thể chúng ta khỏe mạnh theo, tươi trẻ như của chim phụng hoàng. Ngài khen Chúa.
Nếu Đức Chúa Trời Ngài luôn ghi khắc một tội lỗi và sự gian ác của chúng ta, thì không một ai trong chúng ta có thể đến gần với Chúa được, không thể đứng nổi ở trước mặt Chúa. Tác giả đặt câu hỏi: nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Chúng ta sẽ ngã chết ở trước sự hiện diện của Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài không ghi khắc tội lỗi của chúng ta, Ngài không nhớ đến tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời tha thứ về Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Cho nên anh chị em yêu dấu, tôi tin rằng không nhấn mạnh đủ, đó là hãy lập tức quay về. Đừng cố tình sống trong tội lỗi nữa. Đừng để mắc mưu ma quỷ nó mạt sát chúng ta, nó lên án chúng ta, rồi nó xúi chúng ta bỏ Chúa đi. Còn mặt mũi nào đến với Chúa nữa? Không anh chị em, vì lòng nhân từ của Chúa, bất cứ lúc nào chúng ta ăn năn quay về thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài đón nhận. Chúng ta còn nhớ trong Luca 15 mà chúng ta đã học, khi đứa con hoang đàng, nó ăn năn quay về, và khi nó còn ở đằng xa thì cha của nó đã chạy ra ôm lấy cổ mà hôn, phục hồi đứa con này, cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu Ngài muốn cho chúng ta thấy lòng, tấm lòng của Đức Chúa Trời là như vậy. Khi một đứa con phạm tội xa cách Chúa, lòng của Chúa luôn hướng về chúng ta. Ngài muốn đem chúng ta trở lại trong sự phục hồi, Ngài chờ đợi. Như người cha tại đây đứng và dõi trong cái ngõ, cái con đường mà con của mình đã thu tóm hết tài sản, đã bỏ đi phương xa. Và người cha biết rằng rồi một ngày, cái đứa con này nếu nó tỉnh ngộ, nó sẽ trở về. Chúng ta có thể hình dung người cha này đứng và nhìn mà luôn quan sát, để có thể nhanh chóng phục hồi con của mình, không bắt nó phải ăn năn sám hối, phải làm nhiều công việc để chuộc lỗi. Nhưng mà bởi vì lòng tha thứ dồi dào của Chúa, Ngài sẵn lòng để phục hồi đứa con hoang đàng này. Thì cũng vậy anh chị em, mỗi một chúng ta hãy nhớ đến điều đó. Hãy xin gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Hãy ăn năn quay về, hãy rửa tay của mình cho sạch, hãy dọn tấm lòng của mình sạch sẽ, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi trong ơn của Chúa. Phần thứ bảy, một phần kinh thánh tuyệt vời khác, nói về sự nhân từ của Chúa và sự tha thứ của Ngài. Ê-sai 55 câu số 7: kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối của mình, người xấu hãy từ bỏ các ý tưởng mình, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Có một điều được gọi là nhận được sự tha thứ, và sau đó là sự tha thứ dồi dào. Từ này cũng có thể được dịch là tha thứ triệt để. Tha thứ mà tha thứ dồi dào, tức là Chúa Ngài rất là hào phóng ở trong sự tha thứ. Xin Chúa cho ý tưởng này kéo chúng ta trở lại với Chúa một cách nhanh chóng. Anh chị em, nhiều người trong chúng ta mong đợi sự phục hưng. Và điều mà đã diễn ra tại Đại học Asbury, cơn phục hưng ở tại đó, ngồi nổ của nó chính là sự ăn năn. Và Chúa Ngài phục hồi, rồi Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở giữa họ, đến độ họ không muốn rời khỏi sự hiện diện của Chúa. Cái buổi nhóm kéo dài không phải 2 tiếng đồng hồ như họ đã định, nhưng mà chúng ta thấy hơn 20 ngày người ta ở trong sự hiện diện đầy dẫy của Chúa. Sự phục hưng phục hồi đã xảy ra khi ăn năn quay về, vì Chúa Ngài là đấng tha thứ dồi dào. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy sự tha thứ triệt để là lý do là bởi vì nó bị xóa. Và nó không giống như một cái tấm bảng đen mà khi người ta đã bôi nó rồi thì vẫn còn ẩn hiện lờ mờ những gì đã bị xóa đó. Nhưng mà vẫn còn có thể nhìn được những cái nét mà phấn còn để lại.
cũng không phải như là một cái tờ giấy được xóa đi, nhưng mà trên cái tập giấy đó vẫn có thể lần theo dấu vết mà phục hồi những gì đã được chép ở trên những trang giấy đó. Chúng ta nhớ ngày xưa khi chúng ta viết nhiều bằng bút bi đó, thì khi chúng ta viết thì cái chữ mà có mực, cái trang mà có mực để lại đó thì chúng ta thấy thì khỏi nói rồi. Nhưng mà ở dưới cái trang thứ hai, thứ ba thường nó cũng để lại những cái nét in đậm ở trên những cái trang giấy đó. Và một trong những cái phương pháp mà người ta muốn đọc được dù cái tờ trên có bị xóa rồi đó, lấy viết gì tô nhẹ ở trên cái mặt giấy đó, chúng ta sẽ thấy những gì đã từng được viết ở trên trang đó nó lại hiện ra. Nhưng mà sự tha thứ của Chúa thì khác hoàn toàn. Cảm ơn Chúa, Chúa tha và bôi xóa đi, Ngài lấy nó bỏ đi. Nó cũng không phải như người ta xóa đi những cái nhắn tin ở trên máy vi tính, mà các chuyên gia có thể dùng phương pháp đặc biệt của họ để có thể đào lên những cái tin tức, những cái từ ngữ được viết ở trên những cái ổ cứng này. Sự tha thứ của Chúa, Ngài tha thứ một cách dồi dào, Ngài tha trắng và Ngài xóa đi tất cả. Khi Chúa tha thứ tội lỗi và mọi ký ức về tội lỗi sẽ biến mất mà không bao giờ lấy lại được nữa. Chúng ta đến với phần Kinh Thánh thứ 8 để chúng ta thấy cái nét hết sức tuyệt vời này. Ở trong Mi-chê chương 7 câu 18 đến 20. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân sót lại là sản nghiệp Ngài. Ngài không giữ lòng giận đời đời vì Ngài vui thích sự nhân từ. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dài đạp sự gian ác chúng tôi ở dưới chân của Ngài. Ném tất cả tội lỗi của chúng tôi xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp và lòng nhân từ cho Abraham là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thấy một hình ảnh hết sức là lạ lùng. Đức Chúa Trời thật sự thích bày tỏ lòng thương xót nhân từ của Ngài. Đây là phần thú vị về công việc mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài rất thích để thực hiện. Đó là sự tha thứ của Ngài. Lý do là bởi vì Ngài yêu chúng ta lắm. Khi chúng ta xoay lưng khỏi Chúa, khi chúng ta ngập lặn ở trong tội lỗi, lòng của Chúa đau đớn chờ đợi để chúng ta sống được phục hồi vì tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Chúa. Giống như khi chúng ta có một điều gì đó lỗi lầm và chúng ta có thể không thường xuyên về nhà để thăm cha mẹ giống như trước đây nữa, thì lòng của cha mẹ rất muốn và chờ đợi để con của mình nó sớm về, nó giảng hòa với mình, nó làm hòa với mình, để mối liên hệ của cha mẹ với con cái là được phục hồi. Nếu chúng ta là con người mà chúng ta còn ao ước điều đó, huống chi Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Ngài rất muốn chúng ta quay về để Chúa Ngài phục hồi. Và điều mà Chúa Ngài làm ở đây thật là tuyệt vời anh chị em. Chúa Ngài dài đạp tội lỗi của chúng ta ở dưới chân của Ngài. Rồi một hình ảnh tuyệt vời khác nữa, Ngài ném tất cả tội lỗi chúng ta xuống đáy biển. Đây là một hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được Chúa Ngài yêu chúng ta đến như vậy. Khi nói đến ném xuống đáy biển thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài muốn lấy ra khỏi đời sống của chúng ta và đem đi thật xa. Ngài khen Chúa. Đem xuống đại biển. Phần Kinh Thánh thứ 9 ở trong Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 8. Bây giờ đến Tân Ước chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhập thể làm người trong Đức Chúa Giê-xu Christ bày tỏ ra sự thương xót và tha thứ của Ngài. Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 1 cho đến câu số 8. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, vượt biển trở về thành phố quê hương.
Người ta đem đến cho Ngài một người bại liệt nằm ở trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ thì phán với người bại liệt rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy có một vài thầy thông giáo thầm nghĩ rằng: Người này nói phạm thượng. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ nên phán: Tại sao trong lòng các ngươi có ý xấu như vậy? Giữa hai cách nói tội lỗi của con đã được tha hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để cho các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội. Rồi Ngài phán với người bại liệt: Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà. Người bại liệt đứng dậy và đi về nhà của mình. Dân chúng chứng kiến sự việc đều sợ hãi và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người thẩm quyền như vậy. Anh chị em, điều này cho chúng ta thấy đôi khi cái nhu cầu biết rằng tội lỗi mình được tha thứ đó, nó còn lớn hơn là được thoát khỏi sự khó chịu của thể xác của chúng ta. Vì gánh nặng của tội lỗi nó làm cho chúng ta rên xiết mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài. Chúa Giêsu biết rằng có điều đó ở bên trong cái người bị bại này. Bây giờ như tội lỗi đã đem đến cái hậu quả là người này bại liệt đi. Cho nên Chúa Ngài muốn phục hồi tấm lòng và con người bề trong của người liệt, bại liệt này bằng cái tha thứ tội lỗi rồi chữa lành cho thân thể của người này. Cảm ơn Chúa. Sự chữa lành bên trong của anh ta đối với Chúa quan trọng hơn sự chữa lành của thể xác. Bởi vì Chúa Ngài rất yêu thương chúng ta và muốn phục hồi chúng ta. Ngài lại muốn nghe tiếng nói của chúng ta. Nên mỗi ngày hãy đến với Chúa mà nói với Chúa: Chúa ơi, người Chúa yêu, con ra mắt Chúa, con muốn kinh nghiệm được những giờ phút phước hạnh ở trong mối tương giao với Ngài. Cảm ơn Chúa. Phần cái thánh thứ 10 trong công vụ chương 13 từ câu 38 đến 39: Vậy thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em. Nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được. Cảm ơn Chúa cho chúng ta thấy Chúa yêu chúng ta đến như vậy. Ngài đến để sự tha tội của chúng ta được công bố ra cho chúng ta. Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 cho đến câu số 8 là phần kinh thánh thứ 11 của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Chúc tụng Đức Chúa Trời Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Mà nếu chúng ta nắm bắt được, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã có cái kế hoạch phục hồi chúng ta, tha thứ chúng ta và phục hồi chúng ta từ trước buổi sáng thế. Ngài đã định Đức Chúa Jesus Christ Ngài sẽ đến để chết đền nợ tội cho loài người của chúng ta. Bởi Đức Chúa Trời là Đấng biết hết tất cả mọi sự. Ngài biết trước loài người chúng ta khi được dựng nên sẽ phạm tội, và hậu quả của tội lỗi đó sẽ đem con người chúng ta đến nhiều sự đau khổ. Nhưng kế hoạch của Chúa đó là Ngài sẽ đến, Ngài sẽ đền nợ tội cho chúng ta, Ngài chịu chết thay cho chúng ta, để khi chúng ta ăn năn quay về thì tội lỗi chúng ta được tha thứ, ơn của Chúa, tất cả những phước hạnh thiêng liêng ở trong Đức Chúa Giêsu Christ được đổ xuống ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và Côlôse chương 2 từ câu 13 cho đến câu số 15: Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta.
Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài lại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Chúa biết khi con người chúng ta phạm tội thì chúng ta trở nên nô lệ cho tội lỗi và cho Satan. Và Ngài cũng thừa biết Satan nó gian ác. Mục đích của nó đến là chỉ để cướp giết và hủy diệt. Thì con người chúng ta sẽ khốn khổ ở dưới cái quyền cai trị của Satan khi chúng ta phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời Ngài có một cái cách tuyệt vời của Ngài. Ngài biết rằng khi tội lỗi được cất đi, chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi và Satan nữa. Cho nên Chúa Ngài từ trời đến sắm sẵn một thân thể. Ngài mang lấy nhục thể đến thế gian này để giải quyết tội lỗi một lần đủ cả. Hầu cho khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống, thì tất cả những tội lỗi của chúng ta phạm đã được đóng đinh với Đức Chúa Jesus Christ ở tại thập tự giá. Ngài nộp ra một cái tỏ tường ở giữa thiên hạ. Và Ngài muốn rao cho chúng ta biết cái tin vui là chúng ta có thể được tha thứ ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Ngài trút đi hết tất cả các cái quyền lực đã từng cai trị, đã từng đặt gánh nặng trên cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Chúa. Ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài làm một điều thú vị khi nói đến tội lỗi của chúng ta. Ma quỷ là kẻ kiện cáo của chúng ta. Nó muốn kết án tất cả chúng ta để khiến chúng ta cảm thấy tê liệt ở trước các mục đích của Đức Chúa Trời. Mình thấy xấu hổ, thấy mình không xứng đáng. Và đây là lý do mà chúng ta thấy nhiều người không dám đứng lên để phục vụ những người khác ở trong sự chữa lành hay là giải cứu, vì mặc cảm tội lỗi. Mình thấy mình không xứng đáng. Tại sao không xứng đáng? Bởi vì mình có những tội lỗi trong đời sống. Anh chị em thấy chiều hướng của Satan muốn chúng ta tiếp tục ở trong cái tình trạng đó. Vì nó biết rằng khi chúng ta nhận được sự tha thứ, chúng ta lại lời sức, sức mạnh của Chúa lại đổ lại trong chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình có thể sử dụng ơn của Chúa để phân phối và giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Cho nên Chúa Ngài đã làm công việc mà chúng ta thấy rằng Chúa đã bẻ răng của ma quỷ. Chúa Ngài đã lấy đi tất cả những cái cớ mà nó có thể kiện cáo chúng ta bằng cách Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta. Điều duy nhất Chúa Ngài đang chờ chúng ta là ăn năn quay về để Satan không còn như cách nói của người Mỹ, đó là như con khỉ nó đang đeo ở trên cổ của chúng ta. Nó sẽ không theo đuổi chúng ta được nữa khi chúng ta sống trong sự tha thứ của Chúa. Chúng ta nhận sự tha thứ của Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Chúa. Anh chị em, trong tất cả những câu kinh thánh này mà tôi mời anh chị em suy nghĩ trong buổi tối hôm nay, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hay tha thứ. Trong những góc cạnh khác nhau, từ sự cứng lòng nổi loạn của dân sự của Chúa, những cá nhân phạm tội, thì Đức Chúa Trời luôn bày tỏ và có một sứ điệp. Ngài nói một cách rất lớn, rất to, rất rõ, đó là ta chờ đợi các con quay về thì các con sẽ nhận được sự tha thứ, bởi vì ta là đấng chậm nóng giận, giàu lòng thương xót hay tha thứ tội. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời muốn thuyết phục chúng ta về điều này, đến nỗi Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến để rao giảng về sự tha tội. Và Chúa Giê-xu cũng đã sai các sứ đồ đi ra để nói với loài người rằng tội lỗi của họ có thể được tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Tin mừng của phúc âm không phải là vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lương tâm của con người chúng ta đã làm chứng điều đó rồi, chúng ta không cần phải được nhắc nhở. Nhưng tin vui, tin lành của Chúa đó là có sự tha tội. Tội lỗi có thể được giải quyết ở trong đời sống của con người chúng ta. Và tin vui đó là chúng ta không phải cố gắng bằng sức của mình để tu, để sửa. Và chúng ta cũng không có đủ sức để có thể làm được công việc đó. Trừ ra chúng ta được tha thứ, được Chúa Ngài biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài, chúng ta mới có thể sống một sự sống phước hạnh như Chúa Ngài đã định khi Ngài dựng nên loài người chúng ta. Sống một sự sống đầy quyền năng, đắc thắng như Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì mà tôi mời anh chị em suy nghĩ trong buổi tối hôm nay, đó là bản chất của sự tha thứ của Đức Chúa Trời là gì.
Chúng ta thấy Chúa có một khả năng độc đáo. Với tất cả các thuộc tính của Ngài, Ngài thật sự có thể quên một cách có mục đích. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đến toàn năng, toàn tài, toàn tri. Nhưng chúng ta thấy ở tại đây, Ngài chọn không biết về tội lỗi của chúng ta nữa. Ô, thật là tuyệt vời. Bản chất tha thứ của Đức Chúa Trời được thấy trong những cụm từ mà Ngài dùng để mô tả sự tha thứ của Ngài. Khi Ngài tha tội cho chúng ta, thứ nhất, Ngài không nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Jeremy 31 câu 34: chúng sẽ không còn phải dạy bảo người lân cận hay anh em mình rằng hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì tất cả đều sẽ biết ta. Từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, Đức Giê-hô-va phán, vì ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi của chúng nữa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em để ý đến điều này. Khi chúng ta ăn năn tội và quay trở về, thì chúng ta sẽ biết Chúa như chúng ta đáng phải biết. Tội lỗi làm cho tâm trí của chúng ta bị vẩn đục. Chúng ta không còn có thể nhận biết Chúa một cách rõ ràng được. Cho nên, khi chúng ta ăn năn quay về, thì chính Chúa, sự nhận biết Chúa sẽ đến với chúng ta một cách dư dật. Như Chúa nói, chúng sẽ không còn phải dạy bảo người lân cận, anh em mình rằng hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì tất cả đều sẽ biết ta. Từ nhỏ nhất đến người lớn nhất, Đức Giê-hô-va phán. Tại sao? Vì ta sẽ tha thứ gian ác của chúng và không nhớ đến tội lỗi của chúng nữa. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm của chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Ngài không nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa, mà Ngài còn đem nó đi xa chúng ta. Ở đây, hình ảnh mà chúng ta thấy giống như phương Đông và phương Tây, nó không bao giờ gặp nhau tại một điểm, nhưng mãi mãi ở cùng một khoảng cách với nhau. Cho nên tội lỗi của chúng ta và sự hình phạt đã định của chúng ta sẽ được xóa bỏ đến một cái khoảng cách vĩnh viễn bởi lòng thương xót của Ngài. Như phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, Chúa đem sự vi phạm của chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không còn ở trong sự đau khổ đối với tội lỗi ở trong đời sống chúng ta nữa. Một khi chúng ta được tha thứ, nó không còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Nhưng mà chúng ta có thể được lập lại mối quan hệ mật thiết ở trong ơn của Chúa. Thứ ba, khi Chúa Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, thì Ngài ném tội lỗi chúng ta xuống đáy biển sâu, không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Chúng ta trở lại với Mi-chê chương 7 câu 18 cho đến câu số 20 mà chúng ta đã xem khi nãy. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài? Ngài tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự vi phạm của dân sót lại, là sản nghiệp của Ngài. Ngài không giữ lòng giận đời đời, vì Ngài vui thích sự nhân từ. Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dài đạp sự gian ác của chúng tôi dưới chân của Ngài, và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín cho Gia-cốp và lòng nhân từ cho Abraham, là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Cảm ơn Chúa. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh những gì bị ném xuống đáy biển, đặc biệt là với cái độ sâu của nó, thì không thể lấy lại được, không thể lấy lên được nữa, cũng như không thể làm cho nó trồi lên được nữa. Và tội lỗi của dân Đức Chúa Trời được tha thứ vì cớ Đấng Christ. Thậm chí tất cả tội lỗi cũng vậy, vì tất cả tội lỗi đã được Đức Chúa Jesus Christ gánh thay và được bao phủ xóa sạch, được tha thứ. Không một người nào mà không được tha thứ. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, để sự tha thứ của Chúa có thể đến trên đời sống của chúng ta là như vậy. Ngay cả trong thế giới của chúng ta, khi chúng ta muốn vứt bỏ thứ gì để không bao giờ lấy lại được, chúng ta đi đến nơi sâu nhất của đại dương, nơi không có con người nào có thể sống sót được, và chúng ta bỏ nó tại đó, tại không ai có thể tìm nó được. Một hình ảnh khác mà tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ về bản chất của sự tha thứ của Đức Chúa Trời được phản ảnh trong định nghĩa của từ tha thứ.
Tha thứ có nghĩa là hủy bỏ và tha trọn. Tha tội là miễn cái trách nhiệm hình phạt về một tội đã phạm hoặc một lỗi lầm đã phạm. Tha thứ là sự tự nguyện trả tự do cho một người mà người tha thứ có quyền để bắt giữ một cách hợp pháp. Khi Đức Chúa Trời tha thứ không có nghĩa là Ngài tạm ngưng hình phạt để dành đó, để sau này Ngài có thể giáng hình phạt xuống, nhưng mà Ngài tha hoàn toàn. Sự tha thứ của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và đời đời. Ồ, thật là tuyệt vời. Bản chất của sự tha thứ của Đức Chúa Trời được phản ảnh ở trong một cái lệnh ân xá của Tổng thống. Chúng ta những người sống tại Hoa Kỳ, chúng ta có nghe nói về lệnh ân xá của Tổng thống. Đối với các anh chị em ở xa, ở tại Việt Nam, thì cho tôi được giới thiệu với anh chị em cái lệnh ân xá này. Ở Mỹ, ở Hoa Kỳ có một cái đặc quyền mà chỉ có Tổng thống mới có. Nó được gọi là sự ân xá của Tổng thống. Là sự tha thứ mà Tổng thống có quyền để có thể công bố trên một tội nhân. Cảm ơn Chúa, sự tha thứ của Đức Chúa Trời cũng giống với sự ân xá của Tổng thống. Có 5 đặc điểm của lệnh ân xá của Tổng thống ở tại Hoa Kỳ này. Thứ nhất, nó phải được thực hiện bởi người có quyền ân xá. Chỉ có Tổng thống mới có thể làm được. Thứ hai là không có một thẩm phán hay là một tòa án nào khác có thể hủy bỏ cái lệnh ân xá của Tổng thống. Vì ông là người có uy quyền tối cao ở trong đất nước, ở trong nhiệm kỳ của ông. Thì khi ông bày tỏ và ban ra cái lệnh ân xá này, thì các thẩm phán, các tòa án ở dưới không thể nào hủy bỏ cái lệnh ân xá của Tổng thống được. Thứ ba là tội lỗi đã phạm được ân xá, là hoàn toàn xóa khỏi hồ sơ của cảnh sát của thành phố cũng như FBI, cảnh sát của liên bang. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, bạn không bao giờ có thể bị xét xử vì tội đó nữa. Vì Tổng thống đã ban lệnh ân xá thì bạn hoàn toàn có một cái lý lịch sạch kể từ giây phút đó. Thứ năm, tội lỗi đó không bao giờ có thể chống lại bạn nữa. Vì mình đã được ân xá rồi. Nói một cách khác, cứ như thể tội ác chưa từng xảy ra. Ngay cả khi chúng ta nộp đơn xin việc, thì người ta có một cái câu hỏi trong đơn xin việc ở tại Mỹ này, đó là bạn đã từng phạm tội hay chưa. Thì cái người mà được Tổng thống ân xá đó có thể nói không một cách hợp pháp, bởi vì người này không còn bất cứ một cái lý do nào để kể tội, đền tội cho cái tội mà Tổng thống đã ra lệnh ân xá. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nhìn thấy cái lệnh ân xá của Tổng thống tại Hoa Kỳ, thì xin Chúa Ngài giúp để chúng ta nhớ đến cái lệnh ân xá của tòa án tối cao của vũ trụ này, của Đức Chúa Trời, Đấng đã tuyên phán lệnh ân xá trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Tội đó không được nhắc đến nữa. Chúng ta không phải bị xử vì tội đó. Cũng không ai có quyền để phá hủy đi cái lệnh ân xá của Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta khi chúng ta được tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta được tha thứ đời đời là như vậy. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba, đó là những điều kiện mà chúng ta phải đáp ứng để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ, nhưng chúng ta phải kích hoạt cái sự tha thứ đó bằng một số những cái điều nhất định. Và chúng ta dành thời giờ còn lại để chúng ta để ý đến 6 điều kiện để được tha thứ. Thứ nhất đó là chúng ta phải kêu cầu Chúa. Thi Thiên 86 câu 5 chép: Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ, ban sự nhân từ vô lượng cho những người kêu cầu Ngài. Chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa tha thứ. Chúa giàu lòng thương xót cho tất cả những ai kêu cầu Ngài theo như lời của Chúa. Mặc dù chúng ta đã xúc phạm hoặc phạm tội với người khác, nhưng mà chúng ta nhớ rằng trước hết và hơn hết, chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời.
Và Thi Thiên 51 câu 4, tác giả của Thi Thiên là vua David đã xin sự tha thứ tùy thuộc vào cái người phạm tội nghịch cùng Chúa đó. Thì xin Chúa Ngài làm cho tôi được sạch hết mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa, con đã phạm tội với Chúa chỉ với một mình Ngài mà thôi, và làm điều ác ở dưới mắt của Chúa. Ở trong Thi Thiên 51 câu số 4, trong khi chúng ta có thể phải đến gặp người khác để tìm kiếm sự phục hòa, tha thứ, thì bước đầu tiên của chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha thứ tội lỗi của chúng ta một cách trọn vẹn và đời đời. Cảm ơn Chúa. Điều kiện thứ hai, chúng ta phải xưng tội mình. Thời gian thứ nhất, chương 1 câu số 9 chép: nếu chúng ta xưng tội mình, thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa, chúng ta phải xưng tội mình. Và xưng tội như tôi thường nói với anh chị em, không phải chỉ là: Chúa ơi, nếu con có tội, xin Chúa tha tội cho con. Kinh Thánh không nói như vậy. Cái chữ xưng tội ở trong thời gian thứ nhất, chương 1 câu số 9 này, mà chúng ta đã được nhắc nhở ở trong loạt bài trở lại, khi chúng ta ăn năn trở lại với Chúa đó, là chúng ta thay đổi cái tư duy của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta về cái tội đó. Không phải vì Chúa nói nó là tội, hay là một sư giảng nhắc cái đó là tội thì chúng ta ăn năn, nhưng mà chúng ta chán ghét nó, chúng ta không muốn phạm nữa, chúng ta thay đổi ý của mình về cái việc đó, thì đó chính là sự xưng tội của chúng ta. Tức là theo nguyên tắc thì chữ xưng tội tại đây có nghĩa là chúng ta đồng ý với Đức Chúa Trời, đó là tội. Thưa Chúa, con bây giờ được thuyết phục theo như lời của Chúa, con đồng ý rằng đây là tội, con xin Chúa tha thứ. Chúng ta xưng tội ra thì Đức Chúa Trời là thành tín công bình, Ngài sẽ tha tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa, không ai có thể được ân xá trừ khi họ thừa nhận rằng mình đã làm một tội ác. Có một thí dụ để chúng ta nhớ. Khi Tổng thống Ronald Reagan đã được hỏi liệu ông có ân xá cho tướng Olin North trước khi rời nhiệm sở, thì Tổng thống đã tuyên bố điều này. Ông nói rằng không có phán quyết nào cho thấy một tội ác đã được thực hiện, do đó không có gì để tha thứ. Người ta có hai tội, đó là cái tội liên quan đến Iran Gate, hay là cái cổng Iran. Nhưng mà Olin North không bị một tòa án nào kết án. Như vậy thì ông không cần phải ban lệnh ân xá hay là giải tội cho Olin North. Chúng ta phải thừa nhận một tội ác trước khi ân xá có thể được đưa ra. Điều kiện thứ ba, chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình. Như Công vụ chương 8 câu 22: vậy hãy ăn năn việc ác của anh và cầu nguyện với Chúa để mai ra Ngài sẽ tha thứ ý tưởng ấy ở trong lòng của anh. Đây là lời mà sứ đồ Phi-rơ nói với thuật sĩ Simon ở tại thành Samari đó anh chị em. Ăn năn tội, ăn năn việc ác và cầu nguyện với Chúa. Để làm được điều này, bạn phải có một sự thay đổi trong tấm lòng và tâm trí và sự ăn năn thật đối với tội lỗi. Chúng ta phải thấy bản chất đáng bị trừng phạt của những gì chúng ta đã làm để chúng ta ăn năn trả lại với Chúa. Thứ tư, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ tội lỗi của mình. Châm ngôn 28 câu 13: người nào giấu tội lỗi của mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Chúng ta chẳng những xưng tội của mình ra, nhưng mà chúng ta cũng phải lìa bỏ nó. Chứ không phải như thái độ mà chúng ta thấy người ta ăn năn ở trong nhà thờ rồi ra về phạm tiếp. Bất cứ ai thú nhận và từ bỏ tội lỗi của mình sẽ được thương xót. Vì sự tha thứ của Đức Chúa Trời không phải là giấy phép để chúng ta phạm tội. Chúng ta không thể coi thường lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nó không giống như gian dối
xưng tội ở trong ngày Chúa Nhật. Rồi từ thứ hai đến thứ bảy phạm tội tiếp. Nhưng khi chúng ta ăn năn, chúng ta lìa bỏ nó, thì lúc bây giờ phần của Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Và thậm chí Ngài còn tha thứ một cách dồi dào nữa. Cảm ơn Chúa. Colossae chương 3 câu 12 cho đến câu số 14 cho chúng ta thấy điều kiện thứ năm: chúng ta phải sẵn lòng tha thứ cho người khác. Colossae chương 3 12 đến 14 chép: anh em là những người được tuyển chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu. Vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự hoàn hảo. Cảm ơn Chúa. Như thứ tư tuần rồi chúng ta đã học, hôm nay chúng ta đào sâu hơn, và thứ tư tuần tới chúng ta sẽ học phần thứ nhì, để chúng ta thấy chúng ta phải sẵn lòng tha thứ cho người khác để chúng ta được Cha tha thứ. Đó là một điều kiện cũng không thể thiếu để chúng ta có thể nhận được sự tha thứ của Chúa. Và cuối cùng thứ sáu, đó là chúng ta phải đón nhận sự tha thứ. Đức Chúa Trời rất nhân từ, nhưng Ngài sẽ không ép buộc con người chúng ta phải chấp nhận ân điển của Ngài. Năm 1829, có một cái việc nó làm cho tổng thống lúc bây giờ, ông cũng phải bó tay. Mặc dù ông ban lệnh ân xá, nhưng mà năm 1829 thì George Wilson ở Pennsylvania, khi bị kết án treo cổ vì tội cướp thư và giết người, thì tổng thống Andrew Jackson lúc bây giờ đã ban lệnh ân xá cho anh. Nhưng mà Wilson đã từ chối ân xá. Cái hành động của Wilson đã chỉ ra rằng lệnh ân xá không có giá trị trừ khi nó được đón nhận. Và tòa án tối cao lúc bây giờ đã được kêu gọi để giải quyết vấn đề. Và chánh án John Marshall đã đưa ra quyết định như sau: lệnh ân xá là một mảnh giấy, giá trị của nó phụ thuộc vào việc người liên quan có chấp nhận nó hay không. Khó có thể cho rằng một người đang bị kết án tử hình sẽ từ chối chấp nhận sự ân xá. Nhưng nếu nó bị từ chối thì đó không phải là sự tha thứ. George Wilson đã nhận cái bản án và bị treo cổ. Anh chị em yêu dấu, đón nhận sự tha thứ của chúng ta có liên quan đến việc sự tha thứ của Chúa đến trên đời sống của chúng ta. Nó rất là quan trọng. Chúng ta phải đón nhận. Và đây là chỗ mà chúng ta có thể nắm chắc để kinh nghiệm một cách cá nhân. Và khi chúng ta giới thiệu về tin lành cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin Chúa, thì chúng ta cũng phải giúp đỡ cho họ thấy được điều này. Chúa Giêsu chịu chết đền nợ tội cho cả nhân loại, có nghĩa là họ đã được tha thứ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ rồi. Nhưng nó sẽ không hiệu lực ở trên đời sống của họ cho đến khi cá nhân họ bởi đức tin nhận cho chính mình. Thì lúc bây giờ sự cứu rỗi của Chúa mới đến, sự tha thứ của Chúa mới hiệu lực quá trên cuộc đời của người đó. Cũng vậy anh chị em, khi chúng ta ăn năn, thật lòng ăn năn, và chúng ta cũng sẵn lòng tha thứ cho những người phạm tội nghịch với chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa, sự tha thứ dồi dào của Ngài, để chúng ta có thể được phục hồi, kinh nghiệm được sự đắc thắng. Chúng ta không còn để cho Satan có cớ để kiện cáo chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta được tươi mới, thân thể của chúng ta cũng được làm tươi mới theo, khi gánh nặng của tội lỗi được cất đi và chúng ta được phục hồi trong ơn của Chúa. Đây là lý do tại sao chúng ta tin rằng một cơ đốc nhân đắc thắng có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng dựa trên việc chúng ta nhận sự tha thứ của Chúa và ban cho sự tha thứ cho những người phạm tội nghịch với chúng ta. Chúng ta sẽ tạm ngưng tại đây, và tuần tới chúng ta sẽ học tiếp việc tha thứ cho người khác quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Và tôi tin rằng với thời lượng hiện tại, để chúng ta tạm ngưng tại đây.
Và tôi xin ôn lại một số điều để chúng ta nắm bắt ở tại đây. Nhiều phần kinh thánh, 12 phần kinh thánh mà chúng tôi đã trình bày với anh chị em, để thấy rằng lòng tha thứ của Đức Chúa Trời, không điều gì có thể làm cho cái tấm lòng tha thứ của Đức Chúa Trời gặp giới hạn. Dù tội lỗi của cả một dân tộc, hay là tội lỗi của một cá nhân, dù là sự cứng cổ ương ngạnh của tuyển dân của Chúa, đến độ họ bỉ mặt Chúa, là họ đòi lập cho họ một vị vua để cai trị họ, trong khi Đức Chúa Trời là vua đời đời của họ, thì Chúa vẫn tha thứ tội và phục hồi họ. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Đức Chúa Trời, và sẵn sàng tha thứ cho đến đời đời khi chúng ta ăn năn quay về. Và một khi chúng ta ăn năn quay về thì lập tức chúng ta sẽ được phục hồi các phước hạnh mà Chúa đã định cho chúng ta. Chúng ta được hưởng tất cả. Cho nên chị em yêu dấu, chúng ta đang mong đợi sự phục hưng, chúng ta mong đợi sự tươi mới trong đời sống của chúng ta, chúng ta mong đợi một đời sống đầy quyền năng, một đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Thì hãy nắm bắt lẽ thật này, hầu cho bất cứ lúc nào chúng ta còn đi ở trên đời này, bụi trần sẽ dính ở trên chân của chúng ta, trên giày của chúng ta. Khi chúng ta biết mình vấp ngã, lập tức ăn năn quay về. Để chúng ta vấp phạm, chúng ta phạm tội, chúng ta nhanh chóng ăn năn quay về, để chúng ta được phục hồi trong ơn của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa vì Chúa tha thứ dồi dào. Phải khen Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì tất cả những gì Ngài đã làm, đã mang, đã gánh thay cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ, sự phục hồi ở trong Chúa. Biết ơn Chúa vô cùng. Cho tôi được cầu nguyện cho các anh chị em trong thời gian này. Chào dấu chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài trong buổi tối hôm nay, Chúa ơi. Giúp đỡ cho chúng con để chúng con thấy được Chúa yêu chúng con vô cùng. Và Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài trong mức độ lớn nhất, cao nhất mà Ngài có thể thực hiện. Để tội của chúng con được tha, để chúng con được phục hồi, để chúng con lại được tương giao với Chúa, để chúng con lại được bước đi trong thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho. Anh chờ dấu con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em chúng con trong thời gian này. Xin giúp đỡ chúng con trân quý sự tha thứ của Chúa. Chúng con không hoang phí sự tha thứ của Ngài. Chúng ta con cũng không cố tình che giấu tội lỗi không sinh ra. Nhưng cho chúng con mỗi người Chúa giàu nhanh chóng lập tức ăn năn quay về để được Cha phục hồi. Cảm ơn Chúa vì Ngài sẽ chà đạp tội lỗi của chúng con dưới chân của Ngài và ném nó vào trong biển sâu. Cảm ơn Chúa. Giờ này Chúa giấu tội lỗi nào được sinh ra, đang kêu xin lại Chúa tha thứ và lại Chúa phục hồi. Thế anh chị em của chúng con là được sức mới từ nơi Chúa ban cho, là tái sử dụng thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy quyền cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì những gì Ngài làm. Trong thời gian này tôi cũng cảm nhận có ai đó bằng tình cờ sẽ được nghe bài học này. Tôi khuyến khích bạn hãy lập tức ăn năn trở lại và đón nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua công lao cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Để bạn có thể kinh nghiệm được sự tha thứ, bạn có thể được phục hồi, bạn có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời bởi vì sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho bạn. Khi bạn ăn năn và tiếp nhận sự cứu rỗi Đức Chúa Jesus Christ, bạn sẽ được tha thứ đời đời và bạn sẽ kinh nghiệm được sự sống phước hạnh phong phú ở trong ơn của Chúa. Cho nên hãy từ bỏ tội lỗi, thay đổi suy nghĩ của mình về tội lỗi, tư duy của mình về tội lỗi, ăn năn quay về, tiếp nhận sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ, để nhận được sự tha thứ, được phục hồi để làm con Thiên Chúa. Tôi xin chúc mừng bạn vì bạn quyết định làm công việc đó.
Và xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta kinh nghiệm một cách cá nhân và thấy giá trị của sự tha thứ của Chúa. Để tuần tới khi chúng ta học về trách nhiệm của chúng ta trong việc tha thứ cho những người lân cận của chúng ta sẽ sẵn sàng và nhanh chóng thực hiện công việc đó. Bởi chúng ta biết tội lỗi rất lớn của chúng ta đã được Chúa tha thứ rồi. Để chúng ta có thể tha thứ cho những người phạm những tội nho nhỏ ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi không nói nhỏ ở tại đây là không có giá trị, không làm chúng ta đau đớn. Nhưng mà so với lại tội lỗi suốt cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt rất lớn. Cảm ơn Chúa vì sự giàu quý báu mà chúng ta có được ở tại đây. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong ơn của Chúa trong buổi học Kinh Thánh lần tới của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.